Cắn cắn rồi các bạn ơi, quá hên, quá hên. Rồi lúc này rồi báo cáo các bạn, đây là cái động cơ Yamaha SS80 này. Tại nhà của em nè, hay nói đúng là ở cái vuông á, cách mình khoảng chừng 2 km, thì cái động cơ này nó bị cái bệnh rất là thông thường, nghĩa là chảy dầu ở cái cục thao ga đó. Tuy là nó không có nhiều nhưng mà nó thấy nó không có sạch sẽ, nó khó chịu ha. Chứ mình chạy rồi mình khóa dầu lại thì cũng được, nhưng mà mình phải khắc phục cho nó ngon lành. Thì nãy giờ cái công tác mà gã ra thì chỉ gã là chủ yếu là lấy cái vòng xin ở chỗ này nè, đây vòng xin ra rồi lắp vòng xin khác vô là lẫm rồi cải đi, cải đi, cải đã cải ảnh đi đứt rồi hết. Sẵn mình đã thay rồi. Ủa, có đầu ngày luôn ha. À, sẵn. Đó, rồi lấy cái dòng thun đó ảnh vô cái cỡ nào, cái thằng nào gần bằng thay vô. Đó. Rồi chồng vô đây, anh chồng vô. Cái này là chỉ nha, mai mốt rồi tự làm nha, không có đi nữa nha. Ngày tám chỉ nghề luôn. Đâu mình ôm ôm hoài chi. Rồi, rồi đúc chưa? Chu. Này là nhiều khi nãy mình tính hướng dẫn mà không dẫn thì nó khó mà mường tượng ra được, trừ khi mình đã va chạm rồi á. Dạ. Còn nếu mà mới gan luôn mà về chạ tả là về đây là bị bỡ ngỡ liền. Chồng vô thử để vô thử nó kích hay không, nó kích thì nó xì đó, thấy không? Dạ. Hồi nãy là em lấy ra nó nhẹ đúng không? Nhẹ, đúng, à, đúng rồi đó, nó chỉ như đó thôi. Dạ. Đó, xì rút rồi, đúng rồi. Thì đây gọi là cái cục thao ga ngay trong chỗ trụ ga của cái càng đó. Thì nó có hai loại, thứ nhất là ở trên này trục vít dặn là thẳng xuống luôn, đó là cái lời của F6 và F75. Trục vít này nè, nó rất là to, nó dặn ở dưới dặn lên. À, trục vít của loại đó thì nó rất là bền nha, tuy nhiên nhưng mà nó không có thớt dưới. Có nghĩa là nó đã triệt bỏ thớt này luôn, ở trên đây là nó liền xuống luôn. Ha. Yeah. À, như vậy thì nó rất là dễ xì, còn cái này là gọi là hai thớt, cái này là SS70 nữa, S70 rồi đó. Cái đời sau này có cái thớt này hết để nó chặn dầu, còn lúc trước nó chặn bằng cái thân này không à. Đó. Mình ra nó không có tối ưu bằng cái này. Cái này thì mình khắc phục bằng cách là thay vòng xin này, nếu như cái ổ này nó không có bị bùng binh trong này, không bị mòn. Yeah. Đó, thì cái máy của mình là cái máy chưa xài ở Việt Nam, thành ra nó không có đến nỗi ở bùng binh đây ha. Thành ra mình thay được một lần rồi sau nữa mình mới thay luôn cái cục này. Yeah. Thì tốn khoảng trên 100.000 là được. Đó, bây giờ thì em lắp lại, bữa nay mình hướng dẫn là lắp và chỉnh cái cục thao ga sau khi mà lắp xong nha. Đó. Dạ. Đó, rồi dặn cái lò xo này vô. Gá vô cho nó dính vô. Đó, rồi dặn vô. Đó, nhưng mà đều lưu ý cần thiết á là không được dặn cái trục vít vô trước nha. Nếu mà dặn vô trước là phải xả ra, nhưng mà tốt nhất là nếu mà nó gờ gì á thì để ở ngoài luôn đi. Ha. Để mình dặn, nếu mình trường hợp mình dặn thằng này nó thốn xuống rồi mình dặn cái mình siết cái cục thao xuống thì nó sẽ bị bể cái dù này. Đó. Thì là sẵn này nói luôn. Khi mà con heo máy ga thước á, như là heo máy đê nè ha, máy Kubota đồ đó, thì nó xây cái ti heo để nó giảm và tăng cái lưu lượng dầu, thì cái máy này nó ngược lại, nó khác hơn, hay nói đúng khác hơn á, có nghĩa là cái ti bơm nó bơm là tuyệt đối lên luôn, là 100% lên. Nhưng mà nếu mà cái van này nó đè xuống nó kín lại hết á, là nó không dầu nó không trả về thì nó lên 100% rồi chạy ga lớn ha. Còn nó trả về hơi ít dầu trả về ít là do cái lưu lượng của cái van này, chiếc hồi này nè. Nó là cái ngã ba để đưa dầu về, thành ra nó điều khiển bằng cái cách là trục vít siết xuống hoặc là mở lên để điều chỉnh lưu lượng dầu trở về. Đó, nếu dầu về nhiều là chạy ga nhỏ. Đó, dầu về ít á chạy ga lớn. Và nó hoàn toàn về thì cái máy nó không hoạt động được. Đó, vậy thôi. Yeah, rồi lắp vô đi em. Nhận vô. Nhận vô. Đó. Đó. Nhận vô. Rồi, khoan đừng dặn hết, mở khóa dầu. Cho mình khỏi xả dầu. À, đó, rồi xích vô. Đừng có cặn được cho nó ra luôn. Dạ. Yeah. Ok. Cũng này cũng một kinh nghiệm nữa nha. Cái đó là cái tiểu xảo. Dạ. Yeah. Ok. Cái mấy chuyện này nó còn thuộc là cái chuyện nhỏ, nhưng mà ít có ai mà hướng dẫn á, chia sẻ, thành ra không có làm được mạnh. Rồi, ok. Anh nhớ hả? Sao cũng rồi. Cái quan trọng là khi mình siết vô rồi dầu nó không lên, thay vì hồi nãy gì là dầu lên rồi nè. Đó. Tiếp tục dẫn cái trục vít này vào,
Nếu mà có nhớt thì nên nhỏ đầy một miếng nhớt nha, còn không không có nhớt thì thôi. Tại vì nãy ở trong đây nó vẫn còn nãy cái chụp vít nè. Cái trường hợp mà cái máy nó chạy tàu lao á, thì chụp vít này nó mòn nha, còn cái đối với cái cục thao ga này chụp vít còn ok, còn được. Rồi bắt đầu tiếp tục lắp cái càng vô. Khi mà lắp cái càng vô đó, từng đường có để như gì đó, là cái kiểu này á, là nó hút ga, thấy không? Nó ghi là hút ga đó, mình phải để phía trong vì nhỏ xuống nào hoặc mình kéo ga nó dễ hơn. Tại vì mình trước khi đó là mình đã dặn cái trục vít vô rồi, giờ em quay thử nó bơm đó ha. Đó, nhả ra thì nó không bơm, vô thì nó bơm vậy thôi. Cái miếng này nè để nó che mưa cho cái trục vít, nhưng mà thật sự cái nhà chế tạo người ta chế khá là dở đối với cái này. Cái nếu mà này là phải chặt vô đây là nó mới che mưa được cái trục vít, còn này là đa số là bị lỏng hết, lỏng thằng hết á. Nếu có keo rồi dán vô, nhưng mà ở đây phải chịu rồi. Rồi em quay thử nó bơm không. Đây, pin này hơi dài nha. Đó, thấy không? Đó, rồi giờ mình chặn lui ra là nó không bơm nè. Đó. Không bơm. Rồi quay mạnh rồi, bốn tao quay. Đó. Rõ ràng ha. Rồi giờ là mình sẽ để vô, lấy đầu vỏ xuống em. Đó, vỏ xuống. Nhớ định kéo ra nha, rồi mới kéo ra. Nghiêng hết gì rồi. Rồi, vỗ ngay chân cái chỗ lon đó coi. Khoan, để gì nè, rồi em vỗ ngoài. Rồi, thấy không? Cũng cách gõ mà nó khác ha. Rồi, thôi. Đó. Thì cái ga này nè, muốn chỉnh được là phải kéo hết cái ga lên, cho cái càng này nó ra hết. Ha. Là cuối cùng. Rồi từ ở trong này nè, kéo ga. Cái lá thép này nằm ngay giữa cái lỗ đó em canh coi. À, ngay giữa cái lỗ phải không? Xiết cái này lại. Đó, cái đó là tương đối nha các bạn, ở mức đó là có thể là con heo nó chạy được đó. Đó, còn nó có êm, có êm ái hay không, hoặc là chạy ra nhỏ có tốt hay không á, là mình phải tinh chỉnh lại. Cái đó là cái mức tương đối đúng. Cái đó là kinh nghiệm của mình nha, không ai chỉ dạy cái phần này nha. Đó, giống như là cái máy cu le mà các bạn mà xiết con ốc xăng vô, ốc xăng ga lớn đó, mình xiết vô mình mở ra hai vòng là nó chạy được, là cái mức tương đối thôi, nó tùy theo cái máy nữa đó. Rồi cái này giác này mới dặn con ốc lệ tâm này vô đây, cái trụ lệ tâm điều khiển cái càng này nè, thay vì nó nằm ở cái tim này nằm ngay giữa thì lệ tâm để mình chỉnh cái độ xa gần của cái càng này ra nè. Nếu mà nó sâu quá thì mình chỉnh cái này nè. Cái này là tinh chỉnh, còn nếu nhiều quá là phải chỉnh cái này, chỉnh thô này trước rồi mới tới tinh chỉnh. Đó. Giờ xả ra xuống đi cho dễ dặn coi. Cái này là nghĩ sao nói vậy, nghe không sách vở, nghe nói chúng là cái nào mà thấy đúng thì tiếp thu nha, cái nào sai bỏ qua nghe các bạn. Rồi. Như vậy là có thể chạy được rồi nha các bạn, còn nó chạy êm hay không thì phải chỉnh tiếp nha. Giờ cho nổ máy đi, chắc chắn là phải nổ đó, máy người ta đang nổ mà. Xuống nha. Thành công rồi các bạn ơi, quá hên.